khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới, điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này, là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác, mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Bây giờ chúng con ở bên này thì tạo được công đức, xong rồi nếu khi về bên kia rồi thì cái xác thân của cái người mà được về bên kia, ví dụ như là bây giờ như anh Toàn đi, anh ấy bên này anh ấy đẹp trai như này, anh ấy có công đức anh về bên kia thì anh thành Phật thì có được đẹp như thế này không hay là khác ạ? Ở bên đây mà xác thân tứ đại là do cái nghiệp của mình, trắng đen vàng rụng cao mọc ốm xẻo không là do cái nghiệp của mình. Còn qua bên kia cái công đức nó tạo ra định mệnh là kim thân Phật. Kim thân Phật là gì? Là một vị Phật màu vàng, màu vàng bằng ánh sáng điện từ quang, nó không có dục đẹp xấu gì hết mà lớn nhỏ thôi. Bởi vì một tánh, cái tánh Phật nó chỉ là một khối tròn, nó xin lỗi giống như cái trứng cá, hoặc là mở rộng ra giống như trái banh thôi, nó cũng có thấy mắt tai mũi miệng, cái đầu thôi nha, đó là cái tánh Phật, cái đầu thôi, trong con chừng cài vậy mà ta đi nó bay đi được, nó di chuyển rất nhanh. Còn mà một kim thân Phật về đó nó cũng vậy thôi, chứ không phải là giống con người mà đâu, nhưng mà lớn nhỏ gì nó là do cái màu vàng. Kim thân Phật nó là cái màu vàng, cấu tạo bằng công đức và điện từ quang của cái Phật giới, thì nó không có cái điều đó, thì nó rất hoàn hảo, là một vị Phật rất hoàn hảo mà vàng, chứ không còn mắt rồi mắt lỗm tay chạy tay ngắn, nó có lớn nhỏ là do cái công đức của mình. Chứ mình định đây cho nên còn mình sống đây là sống bằng cái nhân quả luân hồi, nhân duyên nghiệp lý. Thành ra con người có người cao, người thấp, người ốm, người khôn, người dại, dở trong đó thì nó đi theo từng chi tiết của một con người. Đừng có so sánh với bên Phật giới với bên này thì nó đặc lắm. Dạ, để cho con hỏi tiếp ạ. Thí dụ như bây giờ anh em chúng con ở đây thì cũng là cùng nhau tu tập, nhưng mà rồi về bên đó chỉ người lớn người nhỏ thôi thì làm sao để nhận ra nhau được? Người này phải đánh dấu với nhau là bây giờ ra thì để về gọi biết thì bây giờ đó nguyên tắc là mình có để nhìn thật giống như nhau, giống như ngày xưa đó. Mình bây giờ nói ở bên Phật thì thôi, người ta đâu có phải so sánh như mình, mà nó là tôi quen nó lần này tôi cứu nó bên kia cũng có gì đó. Một phần về đó trở thành Phật. Rồi cái nhiệm vụ gì Phật là gì? Quan sát trở lại trong càn khôn vũ trụ, Phật thấy đất nào thấy có người muốn về thì mình cứ tay tới đó mình giúp người ta, mình mang cho mình sưu khiến người ta tìm kỳ tông. Nhưng mà nên nhớ một điều đó là phải mấy ngàn năm mới làm mới có một lần, nhưng không phải tại chăm chú rồi trái đất mình không đâu. Một vị Phật á, trái đất này nó và tiền tông đã phổ biến là quá trời người chui vô đây, mấy ông Phật chui vô đây để tạo công đức. Cái này mà nó bị diệt rồi thôi, cứ qua nó khác, tạo như hằng hà sa số nó đất kia mà. Thầy nói mình đừng có tưởng ông Thích Ca, giờ ông Thích Ca thì có thể ở đây chú vô đây, nhưng mà bây giờ cái thiền tông mà nó hết rồi còn mỗi ai nữa thì phải qua cái đất khác thì phải làm cái môi trường khác. Còn không có nói chuyện mà quen biết bà con dòng họ đem có cái chuyện đó bên đây của vật lý, về sức hút âm dương nó mới thanh quá thế này. Còn nếu không sức hút âm dương thì làm sao có cái chuyện mà bà thầy cho con hỏi ở trong Phật giới á, khi thánh Phật mình có bạn bè ai mà đi tiếng Anh gì sợ dài buồn tiếng Anh gì chết là đó sợ dài buồn. Mình nên nhớ là thế giới vật lý mới có bạn bè, thế giới kia thanh tịnh rồi bạn bè cái gì, thế giới kia vận điện từ quang nó chỉ sáng thanh tịnh thôi, còn thế giới này là điện từ âm dương, âm là đen dương là sáng.
nó quay thì mới có vụ bạn bè rồi vợ chồng con cái bên kia có một đơn gọi là đơn cực mà làm sao có sanh được. Âm dương mới là có sanh, âm dương sanh như nãy hỏi hết âm dương sanh ở chỗ đó đó, vì âm dương kết hợp với sanh mà nó phải thêm chữ duyên, có duyên nó mới sanh chứ không phải không có duyên nó mới sanh được. Con tính có bạn bè rủ nhau xuống biển để công đức về ở đây thì có bạn bè rủ đi nhậu với mình nhớ là có nhiều bạn bè nó không có vật lý mới đâu hiểu, bên đây tại vật lý mới có hiểu bạn bè mới rủ đi nhậu đi làm này kia đi làm từ thiện được, mới nhiều mới rủ làm từ thiện. Ta chỉ là biết đi giúp người ta trợ, bởi vì biết tất cả những người ở đây ngày xưa ở bên Phật giới á, thôi giờ biết rồi đi rồi kêu về bớt rồi hỏi chứ kêu không về thôi, chứ giờ nó còn mê đi nhậu nữa thì không cho nó về được. Thế giới này gọi là thế giới lưỡng cực âm dương, bên kia là đơn cực sắc quang, đơn cực quang lưỡng cực âm dương, để hiểu thế giới này. Vì thế mà làm sao thoát ra được cái quy luật này, Trạch Thiền Tông là muốn cho thoát ra cái quy luật này, chứ không có gì, không có gì làm. Nhưng mà khi thoát ra thì phải nói thật rõ người ta mới hiểu, mà nó hiểu thì những người lợi dụng cái mê muội này, ta kiếm tiền, ta chửi mình, nó là thế giới này mà ta chửi. Thì tôi nói thiệt thì cũng vấn đề, cái người chửi mạnh hơn tôi thì chắc chắn là cái chùa dẹp, yếu hơn tôi chừa tồn tại hoài, có vậy thôi. Thế giới vật lý mà, nếu mà mạnh hơn làm sao có chùa để dẹp được thì tôi không nói, còn nếu mà không ấy thì sao đây, thì bắt buộc phải tôi mới nói, có nhiệm vụ tôi vậy thôi. Mà nên nhớ anh em tất cả coi trên diễn đàn, trước khi là tôi nói gì tôi đưa ra cái luật đã nói, tôi nói luật pháp luật và luật đưa ra nói kèm theo cái bộ luật để mà bảo quản cái này, tôi mới dám làm. Chứ nếu không có hai không có cái lực cảm động tôi không dám nói đó. Nó vẽ hỏng cái hồi đầu đây tôi tái sao tôi nói bằng luật đó, nhà nước cho tôi làm nói cái này không, chứ đâu phải là tôi làm tôi tình xã đâu, mà tình tôi phải tình xã là tình cả cái hệ thống từ xã huyện tỉnh trung ương luôn. Tôi báo là tôi làm cái chuyện này, báo bằng văn bản, và tôi mời anh em nào đọc cái bài đó, tôi mời tất cả những vị muốn tham gia gì cái chuyện này cứ mời tôi đến, tôi sẵn sàng tôi trả lời hết. Bởi vì nhà nước cho cái tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, thì tôi giờ có cái tư tưởng này tôi nói ra đó. Nếu mà người nào nói không phải thì cái này đây mà không lại đây, không phải là kêu mà hai người cãi lộn, mà có cái người làm chứng, có luật pháp làm chứng. À, tôi nói đúng hay sai, chứ đâu phải hai người cãi rồi ông nói gà quà nói vậy, phải có người làm chứng, gà là gà, dịch là dịch, chứ không phải. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là con người thì có nam có nữ, vậy tại sao mà con thấy thầy giảng là Phật lại có nam có nữ, không biết là Phật có nam có nữ hay không, xin thầy dừng. Ở Phật giới không có nam nữ, đi vô đây là phải nghe rõ con này là một tánh Phật, đi vào trung tâm định hồn của hồn cuốn hút, cuốn hút có hai cái dòng điện, một điện âm tánh Phật là luôn nó xoáy nó quăng vô lên trái đất, bằng điện từ âm thì người tánh Phật đó là một người nữ, tánh Phật dương, tánh dương nó cuốn hút cái tánh Phật đó vào quăng trái đất, đó là gọi là tánh Phật dương, tánh Phật nam. Mà nguyên tắc thì phải cân bằng tất cả trên trái đất này, nam nữ phải cân bằng, bởi vì rất bây giờ mình ai bây giờ cái hệ thông minh nó cao quá thì mình đi xe đi, ai mà có đi qua bên cái nước châu Âu á, nó đi nó không có cái máy gạt, nó mỗi người gạt một cái nè, nó gạt nó tính sổ chẳng số lẻ, nó chẳng số lẻ để mình mới hiểu cái này. Ví dụ bây giờ mình cái số chẳng là gì, một người chẳng người lẻ thì không có cách nào mà hai người lẻ, thì cái điện từ âm dương nó cũng vậy. Mà tánh Phật vô đây bắt buộc phải đi theo cái công thức vật lý âm dương, mình mới hiểu là cái trái đất này là trái đất nhân quả luân hồi sức hút vật lý điện từ âm dương, đây là cái quy luật của nhân quả.
trên trái đất này và tam giới này. Vì thế vô đây ở loài nào cũng phải có nam nữ hết, trời cũng nam nữ, địa ngục cũng nam nữ, người cũng nam nữ, thuốc cũng nam nữ, cái cây cũng có nam nữ. Đây bởi vì cây có cây được cái giá, chứ không phải mình mà đây là không có hiểu được cái sự thật đó. Nếu mà cây chuối đó nó mới dễ, cây chuối nó mới dễ biết cây nào cây chuối đừng chuối cái, còn mấy cái cây này tuổi tuổi nhà tuổi kêu bằng nhà nhà chuyên môn người ta nhìn ta thấy ta biết, còn mình không biết được đâu. Kêu bằng tánh Phật, nam nữ là đã trong trái đất này đi vào trung tâm thiền hành có một, đã đi về Phật giới rồi thì nó là không còn cái này. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi thứ hai, các vị Phật là toàn năng toàn giác, vậy tại sao khi về Phật giới lại có mã số riêng? Ai cấp mã số này cho các vị Phật đó? Cái này bên Phật giới tổ chức làm sao biết, tôi chưa về bển. Tất cả những gì con người ở trái đất này cũng có mã số chứng minh nhân dân, thì vị Phật về bển nó cũng phải nằm trong cái quy luật này để người ta biết, người ta liên hệ. Ví dụ một cái ông Phật A với Phật B muốn nói chuyện thì hai người biết thôi, chứ không phải giống như mình ở đây nói cái 4-5 người biết, không phải vậy. Bên Phật giới là người ta tuyên đối, bởi vì đây nó là toàn năng toàn giác bên này. Cái tổ chức Phật giới nó không phải là cái tổ chức của thế giới vật lý, có nghĩa là muốn nói người nào người đó nghe thôi, chứ không phải giống như mình. Thầy có thể nói rõ cho con biết hoạt động hàng ngày của một vị Phật là gì không ạ? Phật sẽ có mấy nhiệm vụ ở Phật nhà. Mỗi một lần mà mỗi khi mà vị trí của cô để các vị Phật quay cũng được một sự nhìn về cái nơi, rồi xem trong cái này có ai có công đức cần thấy bao phần không? Phải không? Có chấm à? À, có theo dõi gì không? Không thấy thì không theo dõi. Trong cái thời buổi mà gọi là giải về giáo lý của một lý ông không theo, không biết là ông không theo đi, không ai người ta biết được đâu. Trừ khi công bố người nghĩ ra thì mới theo, hoặc là trước khi công bố vài năm là bắt đầu về pháp môn thiền tâm này bắt đầu nó diễn ra thì bắt đầu đi theo mới chịu cái theo. Mà nó lúc mà nói không ai hiểu đâu, vì sách nguyên tắc cái sách là viết trong 10 năm đầu không nói, mà chỉ nói cái chân thật thôi, chứ còn cái mà trở về một cái không là phải đợi chính mùa thế nào. Thành ra bây giờ thì khi mà công bố quyền ký ra, tại sao công bố quyền ký ra, cái công bố quyền ký tại sao nó lưng cái này là vì ông Phật ta nói là công bố ngày nào cũng một năm sau cũng phải dừng lại. Mà mình bây giờ mình mà nếu mà ông phải theo dõi, nếu mà không ở thế gian mà không dừng, ông cũng bắt dừng đó, tại vì ông chúa gì dừng để cho nó đúng cái lời ông Thích Ca nói nguyên tắc cái này. Thành ra tất cả những người mà khi công bố việc nghĩ ra mà có công đức rồi thì cố gắng đừng có sợ nha, nhiều Phật trước đó. Còn nếu mà mình công bố rồi mình nên là cái này đi tiếp á, nên nhớ một cái vòng luân hồi không có nhỏ đâu, mà cái thiền tâm này nó không tồn tại bao lâu. Nếu mà mình có trở lại một đầu Phật nó vẫn còn, nhưng mà cái giải thoát không phải xài. Chính bây giờ giải thoát ra mà ta không chịu xài cũng chi mà nó mất được cái chữ xài ai xài, làm chi được đâu. Mà 100 năm thầy các chùa ra ông có nào dạy giải thoát đâu. Bây giờ tính ra nước Việt Nam mình từ Bắc Việt Nam có chùa nào dạy giải thoát không? Còn không có, cũng là số 1. Có dạy không? Linh thiêng là số 1. Mà bây giờ tại sao giáo nói này thì được cho phép mà không thấy chưa mà chứ không cho phép được tới cửa ông cho nói đồng độ luôn giáo nói giờ hãy tiếp đi. Con đang tạm họ có người hỏi như thế này, một chung ấm thân mà đã vượt cửa hải triều dương đã trở về được Phật giới, đã mang thân một kim thân Phật rồi, như vậy một cái vị kim thân Phật đó có thể tiếp tục tạo công đức được hay không, và nếu được thì tạo bằng cách nào? Thì đã nói trong cái quyển thứ 9 rồi, một kim thân Phật về trong đó nếu mà thật con thì chỉ là trong cái tam giới này thôi,
hoặc là trong cái đất tùy thôi. Còn nếu mà Phật mà Phật huynh đó thì nó làm nó được quyền đi trong một tiểu thiên thế giới là 1.000 cái tam giới. Nó tùy theo cái mức độ. Tất cả tại sao các vị Phật là khi mà đã thành Phật đồng nguyện, vì thế mà ông Địa Tạng có nói thệ nguyện chúng sanh không vô biên thành Phật hết. Là mấy ông này nè, không phải ông Địa Tạng đâu, mà cái ông Phật này nè, ông đi tìm trong cái tam giới này, trong tam chi này thì thế ông độ độ để cho thành Phật. Nhiệm vụ về Phật kia bên đó rất lớn chứ không phải nhỏ đâu, chứ không phải giống như mình ở đây không biết ra độ có nhiêu đây đâu. Còn một vị Phật kia đó mang một phần Phật thành, nó di chuyển trong một tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới, muốn di chuyển đâu đi người ta mới độ được. Mà ta đi di chuyển không phải giống như mình ở đây đi chậm chậm, không có đâu, bên kia trong một giây là tới tới cái trung thiên nào đó. Ta muốn đi đâu thì đi, cái lưng của nó vậy. Vì cái cấu tạo bằng cái điện từ dương, bây giờ mình thấy cái đạo, cái cấu tạo bằng điện từ âm dương mà nó còn nhanh cũng chứ. Bây giờ ai để ý ở đây mình alo bên Mỹ, Mỹ nói nghe điện nó trong vòng tôi không tới đâu mà 1/10 giây. Còn cái tốc độ mà đi bằng điện từ quang rất nhanh. Vì thế mà ta đi từ tiểu thiên này tới trải chi kia đi rất nhanh. Mà thì nãy trở lại về cô Ngọc á, nói đúng mình có cái lòng vậy thì cũng tốt, nhưng mà nên nhớ là cái chỉ đây cái lòng thôi, còn nếu kết quả như thế nào cũng được. Là như thế là vì cái thế giới này cái nghiệp ai mới lo. Vì thế mình thấy là tất cả những người này mà nghe được mình thấy rất hay đó, nhưng mà đem nói cho người khác không chịu đâu, cái lực ta âm quá ta chịu nổi, mà tôi hiểu thế giới này nó là không chịu nổi. Vì thế mà tại sao Đức Phật mấy ngàn người mà ông nói chỉ có chút xíu mà ra ông bỏ đi hết, còn ở lại thì không chữ. Mà trong khi đệ tử ông xác nhận là Đức Phật ra đời chỉ tánh Phật của mỗi người chứ không phải không có chịu nghe không có vì chị học. Mà nếu không chịu nghe thì đi tìm tánh gì, đâu có tánh Phật nổi được đó. Thì là thế, bởi vì cái đạo Phật truyền thông này chỉ có cái chứng minh bằng khoa học luôn thì người ta mới nghe. Nếu còn nếu mà mấy ông mà cái chuyên môn cúng tụng lại không thôi. Anh nghe thứ ba là về Phật giới ạ. Xin Thầy cho chúng con biết tổ chức hoạt động nơi Phật giới, nhiệm vụ của tánh Phật nơi Phật giới, hình dáng của kim thân Phật và nhiệm vụ của kim thân Phật. Tánh Phật khi đã vào Phật giới và hình thành một kim thân Phật, có phải tu học thêm gì không ạ? Bây giờ phần này trả lời cho con có nhiều. Bây giờ nhất là cái kim thân Phật, con phải biết cái Phật giới là cái gì. Phật giới con vô đó là rồng điện từ quang thôi. Con vô đó thì cái công đức nó mới hình thành ra một cái khối gọi là kim thân Phật. Mà kim thân Phật khi con thành tụ thì con tụ lại thì con nói chuyện với một kim thân Phật khác, thấy không? Còn nếu mà con không nói chuyện thì con là điện từ quang thôi. Vì thế mà nó mới đi nhanh được. Chứ nếu mà mang một kim thân Phật bay nó bị lực cản của cái sức của cái Phật giới thì nó co lại, nó trở thành là điện từ, rồi muốn hiện đâu gọi là muốn hiện đâu hiện ra đó liền. Vì thế mà tất cả những hình ảnh trong không gian này nếu mình nói á, mà đi bằng hình ảnh thì không được, mà cái hình ảnh muốn ra chỗ nào thì phải có cái máy rút cái hình ảnh nó ra, thì cái hình ảnh ra là giống vậy, chứ nó bàn bạc trong không gian. Vì thế mà trong Phật giới có câu Phật là trùm khắp mọi nơi, có nghĩa là Phật chỗ nào cũng có. Muốn hữu tội thì kêu mà hội tụ lại thì hội tụ liền, còn không trở về cái nền kêu bằng cái nền điện từ của người ta. Mình ở đây vì cô hồn các đảng hay là cõi âm nó cấu tạo bằng cái nghiệp, bắt buộc nó phải có cái hình thể, bên kia không có nghiệp. Vì một Đức Phật muốn hiện hình thì phải hiện gì thế nào ông hiện, còn không thì ông trở về cái điện từ quang thôi đó. Chứ còn cái nhiệm vụ ổng á thì bây giờ đó con nên nhớ rằng nào, ngày nào giờ nào cũng có công bố quyền ký ra trên khắp toàn càn khôn vũ trụ này. Con nên nhớ rằng cái trái đất mình có 6 trái đất,
mấy ngàn năm mới có công bố một lần. Ví dụ một cái tam giới thì ngàn rưỡi năm, thì cái một cái trung thiên thế giới thì nó chỉ còn có 150 năm thôi. Một đại thiên thế giới á, thì còn có 15 năm thôi. Mà một đại thiên thế giới, một tam thiên đệ thế giới là ngày nào cũng có, thấy không? Mà khắp trong càn khôn vũ trụ ngày nào cũng có công bố quyền ký hết. Vì thế mà ngày nào giờ nào ông Phật muốn độ đâu, muốn đi đâu thì sẽ tới đó. Trong càn khôn vũ trụ này nó nói đúng ra một giây nào cũng có công bố quyền ký hết. Nếu tính ra trái đất của loài người một giây nào cũng được công bố quyền ký ra hết. Đó, thì giờ con suy nghĩ nó khó lắm. Nói tới cái chuyện này nó chằng chịt, nó không thể hiểu nổi đâu, hay không? Nhưng mà nói bởi vì cái tam giới, cái tam thiên gọi là càn khôn vũ trụ mà còn ở gì tam thiên đại thiên thế giới mà còn không nói được thì làm sao, thì làm sao nói một cái tam giới của mình, một trái đất của mình. Tất cả những gì Phật nào cũng vậy, bởi vì người ta sống ở đó nó rất bận rộn, giờ nào cũng có người ta công bố cái này ra. Thì mấy ông Phật có cái nhiệm vụ là phân thân đến để quan sát người nào tạo công đức người ta giúp cho về, mà ta không có vô, mà ta nhờ cái thần Kim Cang ở cái trái đất đó đó. Tất cả việc làm ở trong càn khôn vũ trụ lúc nào cũng bận rộn, chứ không phải giống như mình này đâu đó, mà người ta đi rất nhanh, đâu người ta hiện đó liền, ta gọi là hiện. Giống như mình đây đang nói à, mà bây giờ bên Mỹ bắt được, nó chỉ bắt nó mở thì không lẽ mình đây chạy qua bển cho nhanh? Không phải, nó là bởi vì cái khoa học này là nó là đó, khoa học nó đã trùm khắp mọi nơi, trùm khắp trong cái hành tinh này rồi thì Thiền Tông mới ra đời được. Vì thế mà nó mới đúng lại cái lời của Phật dạy là Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Chân tánh là thấy, nghe, nói, biết, nó phải theo cái đó, nó phải hành theo đó để nó phát ra. Muốn thấy nó thấy, muốn nói nó nói, muốn nghe nó nghe, là cái câu này. Rồi cái câu hỏi đó là hết ý chưa? Không hết thì con lặp lại chưa?